Tôi không có muốn nghe người ta nói là hai ông táo sợ một bà táo, làm xấu hổ đứng nam nhi với thiên hạ. Nè, tôi có ăn hiếp hai em hồi nào? Nói đi. Không ăn hiếp hả? Ngày nào á bà cũng giao cho hai ông táo nấu cơm. Táo bà là vợ mà không khi nào mà nấu một nồi cơm á. Đúng rồi hả? Ai? Ai nói với ông là tôi không có nấu cơm? Dân Ai? gian nói. Đúng rồi, dân gian nói. Ý mà táo quên ơi. Táo quên ơi, dân gian là ai vậy? Nói nào vậy? Dân gian là người ta. Người ta thường nói đó, bắt nồi cơm lên rồi giao cho ông lọ ông táo. Chứ người ta đâu có nói cái câu bắt nồi cơm lên rồi giao cho ông lọ bà táo, đúng không? Đúng rồi đó. Trời ơi, bắt được cơm lên là giao cho ông lọ ông táo không à? Đó. Trời ơi, tức ơi là tức. Nè, hai ông có nhớ không? Nhớ cái gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế đã giao cho gia đình chúng ta xuống trần gian để làm thần táo, để nghe ngóng xem chuyện trong nhà ngoài ngõ, chuyện trong xóm trong làng có chuyện gì hay gì dở, để ngày 23 tháng chạp bẩm báo lên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà hai ông á, đây nè, không có thằng cha nào nhiều chuyện hết trơn á, cho nên tôi phải hy sinh, tôi giao cái bếp lại cho hai ông. Tôi rảnh rang, tôi có thời giờ nè, tôi đi nghe ngóng, tôi đi rình rập, tôi đi nhiều chuyện. Không phải, phải không phải, trời ơi lộn, tôi đi ghi sổ. Sổ? Ừ. Táo bà ơi. Sao? Hôm rày á, táo chồng thấy táo chồng nhiều chuyện dễ sợ luôn vậy đó. Mai mốt táo bà đi nhiều chuyện á, dẫn táo chồng đi nữa. Bảo đảm với táo bà nghe, táo chồng mà nhiều chuyện, không đứa nào nhiều chuyện lại hết trơn á. Trời nói thiệt nha. Thôi. Trời ơi, dẫn ông đi hả? Tôi mắc cỡ thêm á. Biết không? Ông ra đường á, con mắt ông láo liên nè. Nhìn trai bắt sợ luôn vậy đó. Thiệt chứ ông, thôi ở nhà đi. Tôi đưa cho ông làm sớ táo quân á hả? Ngọc Hoàng đọc cái ông xỉu liền nè. Rồi ông giao cho người khác xuống làm táo. Cả gia đình của mình hả? Đi móc bọc, biết chưa? Trời đất ơi, bà táo mà như bà la sát vậy đó. Vậy mà bà nói bà không ăn hiếp chồng đó hả? Trời ơi, làm xấu hổ đứng mày râu à. Xấu hổ đứng mày râu à. Hai ông đâu có ông nào có râu đâu xấu hổ. Hình như là gia chủ về. Biết gia chủ về. Sợ quá. Sợ quá. Biết. Mau đi, vô đấy kịp giờ mình cúng nữa nè. Mua cái gì mà mua không biết nữa. Kỳ này chắc bà tính mua hết bồ lúa của tôi rồi. Ông ơi, coi con gà kìa. Có một con gà giao cho ông lò. Ông ấy nha, mỗi một năm có một lần thôi à. Mà than quá trời than luôn, kẹo dừa dừa thôi chứ. Tôi mua đầy đủ trái cây, cầu dừa đủ xài, giấy tiền vàng bạc nè. Mình cúng nhiều thì ông cho mình lại bao nhiêu thôi. Ông cằn nhằn riết ông lên trời ông nói xấu gia đình mình đó. Nhưng mà thôi, cúng cho đúng phong tục Việt Nam thôi, chứ làm gì có ba cái chuyện thần thoại đó bà. Ông ơi, đừng có nói tầm bậy. Cái gì mà tầm bậy, tôi nói gì mà bậy. Sao ông coi ông táo không ra gì hết trơn vậy ông? Tôi biết rồi, bà thần tượng gia đình táo quá mà. Tại vì bà táo ba có hai chồng phải không? Cái ông này, coi chừng cái miệng của ông đó. Trời ơi, táo quân mà nghe được á, ổng lên ổng bẩm báo với Ngọc Hoàng Thượng Đế là ổng khỏi mừng ăn á. Bà, hình như là ông táo bà táo bù nhiều chuyện lắm hay sao mà chuyện gì cũng lên tâu với ông trời hết vậy bà? Đâu phải nhiều chuyện, mà sao ông cứ đi nói xấu thần thánh hoài vậy ông? Bây giờ ông có lo cúng với tôi không? Thôi được rồi, cúng thì cúng. Bây giờ bà giái thì giái đi. Rồi để cho tiền vàng bạc đây rồi tôi lo tôi đốt cho. À, tiền cứ cằn nhằn hoài à. Trời mỗi ơi. Năm hả, cúng có một lần à. Trước là cúng cho ổng, sau là cúng vô miệng ông. Ông ăn giọng hết à, ổng có ăn cái gì đâu. Rồi đây nè, giái gì giái đi. Im lặng nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin ông táo phù hộ giúp đỡ cho vợ chồng của con. Năm nay cầu được mùa thì có mùa, cầu lúa có lúa. Rồi năm tới là năm con dê, xin cho vợ chồng con có được một bầy dê con. Bà giái gì vậy? Trời ơi, năm dê bà xin một bầy dê. Rồi lỡ năm gà chắc bà xin đẻ cho đủ một chục trứng gà hả bà? Trời ơi, tôi đang cầu nguyện xong nói tầm bậy vậy, tôi đâu phải gà mái đâu. Dạ, xin lỗi ông táo, xin lỗi. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu xin ngài phù hộ giúp đỡ cho gia đình của con, giúp cho tiền vô như nước, tiền ra nhỏ giọt. À, xin cho chồng con đi làm thật là nhiều tiền, nhưng mà cho ổng ăn ít thôi. Trời ơi, ác phụ. Nó bắt mình làm như trâu á, nó không cho mình ăn. Thôi được rồi, bà giái gì bà giái đi, tôi đi đó. Ê nè, sao ông đây phụ tôi đi đâu vậy ông? Ngày tư ngày tết bỏ tôi mình. Tôi đi nhậu. Cho tôi đi với. Nè ông ơi, ông.
Trời ơi, quỷ sứ gà mái này tôi luộc thơm dễ sợ luôn vậy, tao quên. Trời ơi, cái thằng cha chủ nhà này chắc cúng đâu có nhiều đâu. Mà sao cho than quá trời vậy? Trời ơi, mai là mình hửi không đó, mình không có ăn đó mà nó cũng than vậy đó. Chắc ăn không là ghét cho mặt ú à. Tao bé coi coi, hôm nay cha cúng gì vậy? Trời ơi, phải thay đồ mới chứ, năm mới có được một lần thay đồ mới mà tao quên. Trời ơi, chuẩn bị nha. Tôi nôn quá à. Biến. Trời ơi, đồ này đẹp quá trời luôn. Bạn xin tao bé. Mẹ đẹp dễ sợ. Sao mặc đồ kỳ vậy? Gì kỳ, trời ơi, đồ hôm nay đẹp chết luôn là kỳ. Trời ơi. Trời ơi, bận lộn. Hèn chi nó cục ngưỡng nó làm cặp giờ tao mát rưỡi. Sao thấy năm nào tao bé cũng nó bận lộn nghe. Trời đất ơi, bụng là tao bà hả? Gì vậy? Tao bận lộn đồ nói tao làm tao bà. Quynh nói kỳ cục vậy, nói vậy làm tao mắc cỡ chết à. Trời coi kìa. Sao tôi nghi tao bé này quá à? Gì nghi, tao bận lộn đồ con cái, nghi cái gì không biết nữa à. Giờ muốn gì? Thay đồ đi. Thế tao bận áo vàng, mình đặt sân si, muốn tôi thay đồ phải không? Rồi thay thay. Nó mặc cho khác đi, dòm hoài mắc cỡ chết sao thay được. Ờ thì để tôi quay. Đứng sát mặt cho tường đi. Làm như đẹp lắm. Gớm. Gớm lỏ mắt dòm hoài hà. Đừng ngó qua nha. Biến. Thay đồ nè. Trời ơi, tôi bận đồ này đẹp cũng đâu thua ông đâu. Ừ. Bên tỷ tôi hoài à. Có được không? Trời ơi, tá huynh coi nè. Sao? Gia chủ này kỳ ghê vậy đó. Bỏ nhà đi hết trơn mà để đàn cày gì lỡ trái nhà sao? Để tôi giúp nghe. Trời ơi. Giỏi. Tá huynh, tá huynh. Hử? Trời, nãy giờ tôi lục hết trong đống đồ này tôi thấy kỳ ghê á tá huynh ơi. Cái gì kỳ? Không phải gia chủ này đâu. Mà tôi để ý nha, cả chục, cả trăm năm nay rồi. Gia chủ nào cũng vậy à. Năm nào cũng vậy, 23 tháng chạp cái cúng cho mình có cái áo không à. Không có gia chủ nào cúng cái quần hết trơn. Thì tại người ta nói là cúng quần á là thất kính với lại bậc thánh thần. Ủa bậc thánh thần là ai vậy? Là mình nè. Của mình hả? Bởi vậy cho nên là nhà táo của chúng ta đó không có năm nào có quần để bận hết á. Trời ơi, buồn cho họ hàng nhà táo ghê vậy. Nó thiệt với Quỳnh đó nha. Năm nào cũng vậy á, táo mà đi ra đường mà không có bận quần á. Trời ơi, mắc cỡ chết vậy á bà. Hả? Ý lộn. Mắc cỡ chết vậy đó Quỳnh. Nói chuyện đi, giữ mồm giữ miệng hay chưa? Chứ lộn chứ bà. Mà nói thiệt chứ Quỳnh, ra đường mà không bận quần, trời ơi, gió, nhất là gió mùa đông, nó thổi lòn qua cái chân tôi mắc lạnh vậy á bà. Cái lộn Quỳnh. Đâu, đưa coi coi. Ý, coi cái gì? Đưa tôi coi. Coi gì? Thì coi cái chân chứ coi cái gì? Nói rõ ràng là hết hồn à. Từ từ coi chứ, nè. Từ đây. Trời đất ơi. Thôi chết rồi tao bé ơi. Ủa gì vậy, chân tôi bị nổi mụn hả? Sao chân không có một cọng lông nào vậy trời? Trời ơi. Gì mà tụi lũ như vậy? Trời ơi. Làm gì? Trời ơi, niềm đau chôn giấu của người ta tự nhiên la sâm mà. Tại mấy cái lò lửa quái quỷ này nè. Suốt ngày phải ở chổng làm việc. Trời ơi, lông nào mà chịu nổi. Nói thiệt với Huynh nha. Lông nhập cảng chịu không nổi, đừng nói lông nội địa như tôi. Mà tao bé. Hử? Sao từ nãy giờ ông thấy táo bà ra dành đồ mới vậy ha? Ừ ha. Cái bà này mỗi năm là xí xọn lắm đó. Bà ra bà dành đồ dữ lắm mà sao giờ không thấy bà đâu ha? Ừ, năm nào tôi dành đồ lại bà hết trơn. Có đồ nào đẹp bà không dành hết trơn. Trời ơi, kêu bà ra coi. Táo bà. Trời đất ơi, làm gì mà ngồi mặt đống bí sĩ trong đó vậy? Ra đây. Bí trục. Hết hồn. Táo bà. Nãy giờ không chịu ra thay đồ, núp chổng chi vậy? Sao vậy? Hai ông vô tình lắm. Ông ai nghĩ tới tôi hết trơn á. Nghĩ ba cái vụ đồ mới không à. Còn tôi nè, tôi nghe thiên hạ dị nghị. Họ nói là gia đình táo á, à, bà táo hai chồng. Thì cái ông á, còn nói là nhiều chuyện nữa. Tôi buồn lắm. Kỳ này á, tôi lên tôi tâu với Ngọc Hoàng á. Tôi xin Ngọc Hoàng giải với tôi cái quan tình này mới được. Cứ dị nghị vậy hoài hả? Sao mà tôi sống nổi đây? Trời ơi, có nhiều đó không cái miếu à. Người mà đau khổ nhất trong chuyện này là tôi nè. Trong nhà này á, tôi là người ít nói nhất mà bị mang tiếng nhiều chuyện, tức không? Ít nói là tôi nè. Trời ơi, ông mà ít nói ông nó tôi nhiều... thấy táo á, càng ngày càng nhiều chuyện đó. Đúng mà không? Càng ngày càng giống á. Giống gì? Giống táo bà chứ giống gì? Trời ơi, tự nhiên nói thì giống táo bà. Trời ơi, táo bà ơi, tự nhiên táo bà. Ăn nói thì nhỏ nhẹ, tướng đi uyển chuyển. Mà nấu cơm hả? Ngon phát sợ luôn. Trời ơi, tôi nấu cơm ngon cũng nói tôi nói sao. Trời ơi, tao lớn ăn hiếp tôi quá à. Thôi. Ông sân si quá đi. Nói thiệt với ông á nha. Hồi nãy tôi thấy ông ăn hiếp tao bé quá trời. Tội nghiệp tôi. Ông không nhớ sao Ngọc Hoàng giao cho tụi mình xuống đây là làm thần táo.
Mà ông á thì không có biết nấu cơm để giúp cho người đời. Đúng rồi đó tao bà. Trời ơi, bữa đó tôi bận quá trời luôn tao bà, tôi bệnh á. Tôi nhờ ổng nấu giùm tôi nồi cơm. Ổng nấu khét khúc gì nè. Tôi đừng có xạo. Cái nồi đen thôi rồi tôi chà ba bữa mới sạch đó ông. Đúng rồi, và không biết nhiều chuyện nữa. Để cuối năm lên tao với Ngọc Hoàng Thượng Đế chuyện hay chuyện dở của gia chủ. Tôi nói thiệt với ông á nha, Ngọc Hoàng giao cho ông làm cái chức táo thiệt thì tôi thấy hơi bị dư à. Đúng rồi, hơi bị dư. Nè nè, mấy người đừng có coi thường tôi nha. Sao? Tôi á không có nấu bếp ngon. Tôi không có nhiều chuyện giỏi như mấy người. Nhưng tôi thử hỏi mấy người, nếu mà không có táo lớn cán đáng những công chuyện nặng nhọc ở trong bếp thì mấy người lấy đâu ra thời gian để mấy người nấu bếp mấy người nhiều chuyện giỏi. Rồi nói tôi á là ăn không ngồi rồi. Tội nghiệp cho tôi chứ. Bao nhiêu công chuyện nặng nhọc á trút lên đầu tôi nè. Tội nghiệp không? Hồi đó đó, tôi đâu có phải đến nỗi vậy. Nhìn kỹ lại coi, nếu mà tôi ăn không ngồi rồi đó, tôi đâu có bị mà lửa táp, nám đen hết mặt mày vậy. Em coi coi. Trời ơi, táo huynh đó nha. Phủ nhận công ơn của tôi nha, táo bà biết không? Tội nghiệp là tội nghiệp tôi nè. Trời ơi, nhà này tôi là người thê thảm, nhan sắc tàn phai, mặt mày thê thảm luôn vậy đó. Tại sao táo bé lại bị như vậy? Có biết không? Làm việc nhiều quá bị như vậy chứ tại sao? Tại vì á, ngày nào cũng thoa đủ loại kem lên mặt đó. Hồi nào? Mà thoa toàn kem dởm không. Trời ơi, táo huynh tại sao nói vậy chứ? Làm cái gì mà dạy dựng như vậy? Nào. Đúng thôi trời chứ. Trời ơi, nhà có kem đánh răng thì tôi có tha đâu. Trời ơi, tự nhiên nó tôi pha kem vỏ, tức không, tức không, tức không. Có cái gì không biết nữa, táo bé. Ông nhảy một hồi nó lủng đất bây giờ. Trời. Tức gì mà tức, tôi nè, tôi mang tiếng là gái hai chồng nè. Cái quan ức này nè, tôi hỏi ông nè, ai hiểu cho tôi? Ai làm bà ai quan? Ai hiểu cho tôi? Chuyện đó không phải tại tôi à. À, ông nói không phải tại ông, vậy cho ý ông muốn nói tại tôi phải không? Tôi nói không phải tại tôi là không phải tại tôi, chứ không phải tôi nói không phải tại tôi là tại ông. Thôi, tại tôi. Sao tại bà? Tại vì hồi đó tôi mang cái tên con số nghèo. Rồi bà hát nhà chuyện tình. Nhưng trời xui khiến lấy ông còn nghèo hơn tôi. Phải đi xứ người bôn ba. Mà ông không viết thư cho tụi. Cho tụi là gì? Là cho tôi đó. Thôi bà ơi, bà hát không đúng nốt, bà đừng hát rồi bà nói. Bà nói cho tôi đi. Trời ơi, tôi hát cho ông cảm động mà ông cũng không cảm động nữa hả? Hát gì nói cảm động gì nói. Anh biết con lúc đó đó hả? Em biết tin anh chết ở rừng sâu nước độc đó. Cho nên em mới... Thì bây giờ đó, nhắc lại cái chuyện cũ á, thì tôi mới nói, tôi không biết cái thằng khốn nạn lẻo mép nào mà nó bày đặt ra cái chuyện là tôi chết, làm cho gia đình mình lộn xộn hết. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng tội với tôi. Tại vì tôi làm ăn buôn bán thất bại nên để bà sống khổ sở trên cuộc đời này. Đúng rồi, em khổ lắm đó. Mình lúc đó em nghe mình chết đó hả, có một mình em mà bơ vơ xứ người. Trời ơi, em khổ lắm. Mình em đói nhăn răng luôn á. Ông mày lo cho em, cho nên em mới nghĩ tới. Từ cái lúc đó thì lỗi tại tôi, tao quên. Tại vì lúc đó tôi men lắm, chứ không phải như bây giờ. Đúng rồi, men lắm. Tôi thấy người đàn bà cái bằng yếu đuối bơ vơ nơi xứ người. Tội nghiệp quá, tôi mới đem về nhà thương yêu đùm bọc coi như mẹ ruột vậy. Cái gì? Coi như vợ ruột vậy đó. Nói gì đâu, kỳ cục. Không biết trời xu đất khiến sao, tự nhiên là tôi lại chui vô nhà hai ông bà. Tôi xin cơm. Thì đói rồi phải đi xin cơm chứ sao. Đang ăn cơm ngon lành. Mà cha nấu cơm ngon thiệt nghe. Đúng rồi đó, tụ nó cơm ngon lắm đó mình. Mà không biết cắt cớ sao, tự nhiên ở đâu thằng chả về, bà xúi tôi chui vô đống rôm trốn một trỏng. Trời ơi, không xúi vô trốn sao được. Rồi ông về ông hiểu lầm nó, em dẫn trai về nhà sao. Đó, rồi chả về. Chả về cho hút thuốc lào, cho hút gì hút quá tay vậy. Rồi chả phun lửa tùm lum vô đống rơm, làm tôi chết thì chẳng quá. Bởi vậy em thấy anh chết, anh thương quá, em mới nhảy vô em chết chung với anh nè. Ủa, còn ông? Bộ không sợ nóng sao cũng chết chung hả? Trời ơi, tự nhiên mấy người xúm nhau nhảy vô đống rơm hết trơn. Trời, bỏ mình tôi bơ vơ cuộc đời. Tôi nghiệp tôi quá. Với lại tôi nói thiệt mấy người nha. Trong đống rơm nó bay ra cái mùi thịt nướng thơm quá trời luôn vậy đó. Tôi tưởng mấy người giấu đồ ăn ngon á, chổng trốn, chổng ăn mình. Tôi mới bay vô, ai về đâu chết ngủm cu đèo luôn. Thôi đừng có xạo nghe. Chứ không phải ông sợ bị tù mọt gông rồi bây giờ ông nhảy vô chết chung hả? Ủa có vụ gì mà bị tù mọt gông nữa đây hả ông ta? Thì đó, bây giờ quan huyện xuống nhà ông thấy có án mạng trong nhà.
Rồi bây giờ ông nói sao cho suông rồi ông sao mà khỏi bị tù? Trời ơi, tao quên. Tại sao bao nhiêu năm rồi mà tao quên không chịu hiểu cái tấm lòng của tôi vậy? Hiểu hiểu cái gì? Tao bà. Tại sao tao quên không hiểu tôi vậy mấy chục năm rồi mà không chịu hiểu tôi à? Tôi đâu có cố tình đốt tấu huynh đâu. Tôi hút thuốc lào tại vì tôi để cho người ta biết tôi là men chứ bộ. Tôi phải hút thuốc lào để đốt ông đâu mà ông nói gì ông nói hoài à. Đừng có giận nữa. Ông trời hiểu là được rồi. Nếu ba chúng ta có lòng gian trá thì ông trời đâu có phong mình làm chức thần táo. Đúng rồi, phải thần không? Táo. Ừ. Nếu mà mình nói dấp, nói láo, nói xạo thì ông trời đâu có ra cái tục lệ ngày 23 tháng chạp. Các táo phải bay về trời để tâu tất cả chuyện tốt xấu của trần gian. Đúng rồi đó. Tôi á mà không trung thực á hả, năm nào tôi cũng lên trời tôi xàm tấu tứ tung hết trơn, cho ông trời ông xử phạt nhất lần cha này nè, tôi sẽ nói anh cả thê thảm luôn. Bộ ông tưởng ông dễ lắm hả? Ông mà lên ông nói tới tầm bậy hả, Ngọc Hoàng hả sẽ đài ông xuống với âm phủ cắt lưỡi xẻo tai cưa hai nấu dầu đó ông biết trời không? Ơi sợ quá đi, tao lớn ơi sợ quá đi. Ông nhìn kỹ tôi đi nè, mắt mũi tay chân đầu mình tứ chi còn đầy đủ nè, tôi có nói láo nào đâu, bị cắt cái món thì, nào đâu. Bây giờ thì chưa, nhưng mà thử nói sàn tấu bậy bạ coi. Ông đừng có trù tôi nha. Tôi mới sàn tấu. Trời ơi, thiệt là bực mình nè. Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu về trời đó. Xong rồi. Trời ơi. Tám bà chưa chịu thay đồ kìa. Có bộ đồ bận từ năm ngoái, năm nay chưa chịu thay. Tính lên chồng trời á. Trời hôn chết luôn. Cũng tại hai ông ở trường á. Tính ra tôi thay đồ. Mau lên. Mệt quá. Ông này mỗi lần tôi thay đồ, ông đứng nó hoài à. Bậy bạ đi. Hô đi. Đẹp quá, mình đẹp quá. Trời ơi, đẹp gì mà đẹp, tớ quên à. Tớ quên nhìn kỹ đi. Tớ bà bận bộ đồ này không đẹp bằng tôi nãy phải không? Tớ bận bộ đồ này coi nó trẻ trung hơn. Sông si à. Tớ bà, năm nay lên trời tao Ngọc Hoàng Thượng Đế trong sớ dí có gì mới không? Có chứ, năm nay là năm Nhâm Ngọ. Mà Nhâm Ngọ mà tôi cảm thấy làm như là cái con nhược trứng nó nhập hay sao á. Nhiều chuyện rất rối mà nhức đầu lắm. Hy vọng là năm tới có nhiều chuyện vui hơn. Đúng rồi, năm tới chắc chắn là vui rồi. Tại vì năm tới là năm dê mà. Năm dê? Không phải dê thường nha. Dê sao? Quý mùi là dê đặc biệt không đó. Ủa, con bé mở miệng để nó bậy không à. Rồi chuẩn bị lên đường. Lên đường. Khoan, trước khi đi gia đình táo ta xin kính chúc quý gia chủ cũng như quý khán thính giả một năm mới phát tài, phát lộc, vạn sự như ý. Chúng ta lên đường. Lên đường. Khoan lên. Trời ơi, năm mới là năm dê. Và tôi thấy hai ông không có ông nào dê trơn á. Ông á thì quạo quọ, còn ông thì quẹo quẹo. Ủa, ai quẹo gì? Được rồi, để tôi tặng cho hai ông một món quà. Lên Ngọc Hoàng ha, Ngọc Hoàng bất ngờ ha, ông sẽ vui vẻ. Trời ơi, tao làm đâu ghét. Tao biết vậy vậy. Đâu phải tôi không đâu. Làm đâu đi cũng ngộ. Tao phải tôi đâu. Trời ơi, tự nhiên chọt cái nhỏ. Tao phải tôi đâu. Trời ơi, chọt bà gì. Trời ơi, chọt bà chịu nổi chạy. Rớt tôi nè. Rớt tôi. Tự nhiên cái rớt tôi nè. Trời ơi, không ai rớt tôi trơn vậy. Hai ông rượt với nhau vậy. Trời, quỷ sứ tự nhiên rượt ta à. Tôi đâu có biết gì đâu. Thôi. Bây giờ để tôi rượt hai ông chắc ăn hơn. Trời ơi, đi rượt nữa hả? Cái khổ quá vậy. Cái gì vậy? Tao bà ơi, chúng ta lên đường rồi. Cá vàng ơi. Tao bà ơi. Cá vàng ơi, cứu gì vậy? Nó lẹn quá. Cá nè, càng lái càng lát à. Cá gì đâu mà chạy xe, như xe đò chạy băng qua bắt cái khóc luôn. Gì đó. Trời ơi, sao mà quý sứ cá lạng dữ vậy cá. Con giận nha, tới kìa, tới rồi kìa. Đâu. Tới cổng trời kìa. Tới rồi. Gì vậy? Ôi trời, nhìn có ai vậy? Trời ơi, nói tiếng gì lộn xộn hết trơn trời. Cha bầu trời Hồng Kông. Chỉ là bay lộn qua bầu trời Hồng Kông hả? Bay lộn rồi. Bay, bay cá vàng hay bay chỗ khác. Xin lỗi nha. Xin lỗi cho bay lộn. Xin lỗi nè mấy táo ơi. Hả? Mai là lộn qua cổng trời Hồng Kông nha.
lộn qua cổng trời Iraq hay Bắc Hàn nó bắn mình cái lũng đít luôn á. Trời ơi, trời ơi, quá. Ba lẹ lên, ba lẹ lên.